Xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người một số phôi linh sa 86 nha mọi người. Này sống khỏe chưa nghe nè, tâm trời nè, lá nó nhỏ như thế này ha. Kiếm cây bự như thế này cũng khá là hiếm nha. Linh sa 86 lá nhỏ mà kiếm cây bự cũng khá là hiếm nha nè. Mã số là Y1. Mã số là Y1 rồi. Cái quanh... da của nó dưới đây là gì nha? Da của nó là như gì? Nó xù xì vậy nha. Nứt nẻ gì đó. Rồi, cho quanh đi. Y1 mà. Quanh của nó là 12. Em đâu quanh thăng á. Chiều dài là 38. Đó là quanh cũ rồi, tự không? Cũ nó 21. Rồi Y1 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Rồi 450.000 luôn em ơi, bao ship luôn, đổi phôi. Y2 cũ cây này bự dữ lắm, bự dữ này. Rồi hoành luôn, thằng lắc lượng, cây sống khỏe cho nghe nè. Cây này dễ sống, hoành đây là 15, chiều cao nó 45. Rồi Y2 em giao lưu với mọi người là 350.000 em bao ship. Rồi đổi luôn. Mã số Y3. Rồi hoành luôn. Hoành nó là 13. Chiều cao nó là 32. Rồi Y3 như với mọi người 300.000 bao ship. Rồi đổi phôi luôn, cây khá là đẹp, sống khỏe hết anh em ơi, yên tâm. Y4 linh sam 86 nha, lá nhỏ lắm anh em ơi. Còn như đây là 15,5, 15,5 chính 15 thôi. Chiều cao là 34. Rồi mã số này là mã số Y4, em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. Rồi 350.000 thôi em ơi, bao ship luôn. Rồi thôi. Y5. Y5. Là lá là cây rất là già nghe nè. Hoành ở đây là 13. Chiều cao là 31. Rồi mã số này là mã số Y5, em giao lưu với mọi người 400.000. 400.000. Rồi đổi phôi luôn. Y6. Cây rất là đẹp luôn, sống khỏe hết nè nha anh em, yên tâm. Y6 giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. Rồi 350.000 bao ship luôn em ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số Y7. Y7. Rồi hoành luôn. Kì rất là quái luôn. Còn xuống trên đây là 10 ha. Tại dưới đây nó bị dướng. Dướng đo đại trừ 1 cm gì đó. Xuống dưới đây là 17. Chiều cao đó là 22. Y7 em giao lưu với mọi người 350.000 em bao ship. Rồi đổi phôi luôn. Mã số Y8. Củ rất là to anh em ơi. Rồi quanh luôn. Quanh em 17. Cao đó là 20. Y8 giao lưu với mọi người 300.000 ba ship. Rồi đổi luôn. Y9 nha mọi người. Mã số Y9. Củ rất là to nè.
hoành 15, cao 37, y 9 em giao với mọi người 300 ngàn em bao ship. Rồi 300 ngàn em bao ship. À, đúng. Rồi y 10. Cây này hai thằng lắc lượng ha nè. Cũ quá trời cũ. Này hai thằng mà tới dính này nè. Hoành nó là 15. Cao là 31. Y 10 em giao với mọi người 300 ngàn em bao ship. Rồi 300 ngàn bao ship, đổi luôn. Nắng lên. Rồi thằng ở trên này thằng ha 10. Cũ dưới đây nó 18. Chị ca 34. Rồi y 11 này em nha luôn với mọi người 300 ngàn. Rồi 300 ngàn thôi nè mới bao ship luôn. Y 12. Đây là đẹp ha. Đây là rất là đẹp luôn nè em ơi. Rồi, hoành luôn. Hoành đó là 14. Hoành 14. Chiều cao là 27. Chiều cao 27. Y 12 em giao lưu với mọi người 350 em bao ship. Rồi, 350 ngàn bao ship luôn. Đổi coi luôn. Y 13. Cây này giống như con rồng vậy anh em ơi, rồng hai đầu rồi đó. Cái này nó có con rễ nó ăn dưới đây luôn ha. Có nghĩa là cái rễ đây nó ăn dưới đây luôn. Đây cũng đây luôn. Lắc lượng luôn. Rồi, đo quanh đi. Rồi chỉ 350 ngàn thôi em ơi, bao ship luôn nha. Y 14 cây khá là đẹp luôn. Rồi hoành luôn. Hoành nó 12. Chiều cao nó là 29. Y 14 em giao lưu với mọi người 300 ngàn em bao ship. Rồi, đổi coi luôn. Y 15. Y 15. Quá trời cây này cũ bự anh em, đổi cũ nè. Hết cái cũ thì chết. Rồi thằng này đổi cũ thử coi. 15. Thằng 15 này cũ hết cái nó bự. Cũ nó là 22. Rồi, cao luôn. Cao nó là 27. Y này y 15 em giao lưu với mọi người 350 ngàn em bao ship. Rồi đổi phôi luôn. Y này là y 16. Y 16 lắc lượng rất là đẹp luôn em ơi. Rồi vành luôn. Cái này có cái sẹo nhẹ ha. Vành nó 11. Cũ rất là bự luôn. Cao là 21. À, cũ nè. Hết được cái cũ thì chứ. Cây thằng nhỏ mà cũ bự lắm nghe nè. Cũ 18. Rồi giá luôn. Y 16 giao lưu với mọi người 300 ngàn bao ship. Rồi chỉ 300 ngàn bao ship luôn em ơi. Linh Sam 86 luôn. Rồi đổi cây luôn. Y 17. Y 17. Lắc lượng khá đẹp luôn em ơi. Đây này có cái tì cục dây ha. Cái này rất là to nghe nè. Hoành nó 15. 15 hoành. Tú cái này là 19. À, 19. Chiều cao của nó là 33. Rồi y 17 giao lưu với mọi người 300 ngàn em bao ship. Rồi 300 ngàn bao ship luôn. Đổi coi luôn. Y 18. Cây này nó bị chết da nha mọi người. Có
đường đáng ha. Mày kéo hết rồi. Cây này đẹp lắm anh em ơi. Quanh nó mùi. Đúng như này là